chỉ có vận tải khách bằng đường hàng không tăng trong dịp Tết nguyên đáng nhâm dần. Sản lượng vận tải hành khách bằng đường hàng không tăng hơn 70% so với cùng kỳ Tết nguyên đáng 2021, trong khi vận tải hành khách đường bộ và đường sắt giảm sâu. Đại diện tỉnh Khánh Hòa và Việt Nam Airlines đã chào đón những du khách đầu tiên của năm nhâm dần đến với thành phố Nha Trang. Khánh Hòa hôm mùng 1 tháng 2 năm 2022. Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, Tính từ ngày 31 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày mùng 2 tháng 2 năm 2022. Mùng 2 Tết nhâm dần 2022, hoạt động vận hành khách, hàng hóa tuy bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng công tác vận tải hành khách, hàng hóa lĩnh vực vận tải hàng không đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Cụ thể, công tác phục vụ hành khách đi lại được an toàn, thuận tiện. Các cảng hàng không đều chấp hành biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là giá vé vẫn bảo đảm ổn định đúng mức giá doanh nghiệp công khai niêm yết. Thống kê sơ bộ cho thấy, tổng sản lượng thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt hơn 5.100 lần hạ cất cánh, tăng 16,6%, hơn 559.000 hành khách, tăng 77,1%, 8.800 tấn hàng hóa, tăng 15,8% so với cùng thời điểm Tết Nguyên đáng năm 2021. Trong đó, sân bay Tân Sơn Nhất đạt 1.991 lần hạ cất cánh, tăng 23,3%, 216.000 lượt khách, tăng 93,1%, 3.500 tấn hàng hóa tăng 13,3%, sân bay nội bài đạt 1.063 lần hạ cất cánh tăng 23,6%, 111.000 lượt khách tăng 86,5%, 4.800 tấn hàng hóa tăng 15,2%. Sân bay Đà Nẵng đạt 297 lần hạ cất cánh tăng 16,9%, 32.600 lượt khách tăng 88,9%, 32 tấn hàng hóa giảm 40,7%. Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển xấp xỉ 283.000 khách và 8.300 tấn hàng hóa, tăng tương ứng 70% về hành khách và 21% về hàng hóa so với cùng thời điểm Tết Nguyên đáng năm 2021. Trong lĩnh vực vận tải đường bộ, theo báo cáo của một số địa phương, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 việc đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đáng nhâm dần không cao, tại các bến xe, thông thoáng, lượng xe xuất bến, lượng hành khách đi xe giảm nhiều so với mọi năm, không còn tình trạng chen lấn xô đẩy. Các doanh nghiệp vận tải có quầy vé riêng đã chủ động bán vé cho hành khách từ trước với nhiều hình thức mua vé như qua điện thoại trao vé tận nhà, mua qua mạng. Mua tại nhiều địa lý bán vé nên hành khách biết giờ xe xuất bến đã chủ động xuống bến để đi xe. Theo báo cáo của bến xe, nhìn chung lượng khách năm nay trên các tuyến cố định đều giảm mạnh từ 50% đến 60%. Cá biệt còn có một số tỉnh không có khách như Hà Giang, Vĩnh Phúc so với cùng kỳ năm trước. Qua báo cáo của một số sở giao thông vận tải, nhiều đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định cũng đến Sở Giao thông Vận tải, thuế, Sở Tài chính để nộp hồ sơ kê khai điều chỉnh tăng giá cước, phần lớn mức tăng giá không quá 40% đường ngắn, 60% đối với các tuyến đường dài tuy nhiên do tình hình dịch bệnh và với tâm lý sợ bị lây nhiễm nên nhiều hành khách đã không sử dụng phương tiện vận tải hành khách liên tỉnh để về quê nên nhiều xe không có khách, lĩnh vực vận tải đường sắt cũng chứng kiến sản lượng vận tải hành khách